Xin chào các bạn, hiện nay thì có rất nhiều loại nồi cơm điện khác nhau đến từ những thương hiệu khác nhau, điều đó làm cho bạn phân vân không biết nên chọn loại nồi cơm điện nào. Vì vậy trong video này mình sẽ đưa ra một số thông tin về các hãng nồi cơm điện cho các bạn tham khảo để các bạn có thể lựa chọn được cho mình và gia đình một chiếc nồi cơm điện phù hợp nhất nhé. Đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là nồi cơm điện Cuckoo. Cuckoo là thương hiệu của Hàn Quốc và đã vô cùng nổi tiếng với những sản phẩm cao cấp, được mệnh danh là nồi đồng cối đá, bền bỉ có tiếng nhưng mức giá thì rất đắt đỏ. Vì vậy, nhiều người tiêu dùng chưa có đủ tài chính để sử dụng nồi cơm điện Cuckoo. Tuy nhiên, nếu nói tới chất lượng và độ bền bỉ, Cuckoo thực sự là một thương hiệu mà người tiêu dùng đáng cân nhắc. Bởi vì việc bỏ ra một số tiền lớn và sở hữu một sản phẩm lâu dài, đáng dùng chắc chắn sẽ thu hút được nhiều người tiêu dùng hơn so với việc bỏ ra một số tiền nhỏ nhưng sản phẩm lại nhanh hỏng, đúng không? Nếu bạn nhận thức được điều này thì còn chờ gì nữa? Rất nhiều sản phẩm đình đám của Cuckoo như nồi cơm điện Cuckoo CRPL-1052F, nồi cơm điện Cuckoo CR-1021, nồi cơm điện Cuckoo CR-189A, nồi cơm điện Cuckoo CR-3521S đang chờ bạn đấy. Đứng ở vị trí thứ hai đó chính là nồi cơm điện Saab. Saab là thương hiệu sản xuất lừng danh đến từ Nhật Bản. Các sản phẩm của họ đã được phân phối đến nhiều quốc gia tại châu Á. Dòng sản phẩm nồi cơm điện của Saab có đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã và dung tích. Công nghệ hoạt động của sản phẩm được sử dụng chế độ nấu 2D, 3D hay Fiery Logic. Trên thân nồi có thiết kế van thoát hơi thông minh. Cùng với đó, vật liệu sản xuất đều là hàng chất lượng cao và đảm bảo an toàn sức khỏe cho khách hàng. Giá bán nồi cơm điện Saab dao động từ 400.000 đồng 3 triệu 500.000 đồng và có hạn bảo hành chính hãng là 12 tháng. Đứng ở vị trí thứ ba đó chính là nồi cơm điện Panasonic. Panasonic thì chắc không cần phải giới thiệu gì thêm, vốn dĩ đây là thương hiệu đã quá quen thuộc với người tiêu dùng. Vượt qua các mặt hàng như tủ lạnh, máy giặt hay TV, ở mảng nồi cơm điện, Panasonic cũng có sự đa dạng về mẫu mã chủng loại từ nồi cơm điện cơ nắp gài, nồi cơm điện tử. Nhưng so với Saab hay Tiger thì Panasonic lại chủ yếu tập trung nhiều vào các sản phẩm. Đứng ở vị trí thứ tư đó chính là nồi cơm điện Lốc và Lốc. Lốc và Lốc là thương hiệu quen thuộc với người Việt và có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Dòng sản phẩm nồi cơm điện Lốc và Lốc có dung tích, kiểu dáng và tính năng đa dạng, phù hợp với mọi nhu cầu. Các model nồi cơm điện Lốc và Lốc đều có thiết kế đẹp, sang trọng giúp căn bếp gia đình trở nên hiện đại và ấm cúng hơn. Giá bán sản phẩm và đứng ở vị trí cuối cùng đó chính là nồi cơm điện Kangaroo. Nồi cơm điện Kangaroo là nồi cơm điện giá rẻ, từ 200.000 VND đến 2 triệu đồng. Nhưng nó không chỉ rẻ mà còn chất lượng, lớp tráng men cao cấp, an toàn cho người sử dụng. Với thiết kế đơn giản, nhỏ gọn mà chức năng lại đa dạng, rất phù hợp để mang theo khi đi du lịch. Và vừa rồi là top 5 hãng nồi cơm điện chất lượng nên mua và được sử dụng phổ biến nhất hiện nay mà mình vừa giới thiệu với các bạn. Mình hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp được cho các bạn chọn được cho mình và gia đình một chiếc nồi cơm điện phù hợp nhất. Link mua sản phẩm mình có để ở dưới cái phần mô tả của video này, các bạn vào tham khảo nhé. Và video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.